Hello cả nhà. Hello cả nhà. Cả nhà nghe được không? Xin một share cho vụ này. Xin một share cho vụ này. À, em xin một xe cho vụ này. Cả nhà có nhìn thấy em không? Thì đúng là cuộc đời em, cái số em dính thị phi ấy chị. Cả tuần cả tháng nay đấy, cả tháng cả tuần nay em đâu có ấy đâu. Khổ tôi thật sự, tôi cũng là đúng là kiểu oan gia ngõ hẹp đấy các chị. Em cũng bị oan gia ngõ hẹp với mấy cái chuyện này ấy, nó cũng từ trên trời nó rơi xuống đất nha mấy chị. Từ trên trời nó rơi xuống đất, em nhờ mỗi người một share để em chửi vào cái lũ mà mồm lồn răng cá mập. Em ít mẹ mà em ít khi em cần phải đi ngồi giải thích mấy cái chuyện này lắm, nhưng mà thấy tội nghiệp cho người ta. Em thấy tội nghiệp cho cái ông bếp trưởng gì đấy. Em có biết ông bếp trưởng gì view là cái ông nào đâu. Em không biết cái ông bếp trưởng gì view là cái ông nào nha mấy chị. Em phải khẳng định lại cho các chị biết ha. Nên là mấy chị á, mấy chị à, em xin mỗi người một cái xe chia sẻ. Rồi 10 phút em ngồi em chửi cho chúng nó nghe. Ở đời á, ở đời mỗi người nó có một cái, mỗi người nó có một cái xấu nha mấy chị. Nhưng mà em mà cái số gì, cái số thị phi mẹ mày nó gắn vào cuộc đời em đéo liên quan đến bố con thằng nào luôn. Phạm Đăng Lâm ơi, mày có thể đi ngủ, mày có thể đi ngủ, mày có thể đi ngủ khi mà mày chưa nghe rõ câu chuyện. Mày đừng có nói chữ tiểu tam tiểu lồn gì ở đây nhá. Ở đây đéo ai nói chữ tiểu tam ở đây cả. Mày đi mày à, mày mắt mày bị chó giấy à? Mày có đọc sờ tây tút không? Mày có đọc sờ tây tút không? Mà mày bảo tiểu tam, tao nói cái lồn đến tiểu tam. Tao bảo tao ghét nhất những cái đứa đi mày à, mày nghe chưa rõ, nghe chưa thông, bắt đầu ngồi phán như đúng rồi ấy. Mày đi mày à, mày đọc cái sờ tây tút xem cái chữ nào đến chữ tiểu tam ở đấy. Tiểu cái máu lồn gì ở đấy. Em nói với chị nghe này. Em á, là từ ngày chị ruột của em á, đi vào trong lao lý ấy, là em cũng không có nhu cầu live stream rồi mấy chị. Nha. Từ ngày chị ruột của em đi vào lao lý, em buồn lắm. Em buồn lắm luôn đấy chị. Em buồn nên là em cũng không có live stream gì, buôn bán gì dạo này, bởi vì em cũng bận chăm con nữa. Nhưng mà em thấy đúng là cuộc đời em, cái số nó thị phi, nó cứ bủa vây mình. Em nói với chị nghe này, cái cuộc đời con Trang Khàn này, chả cốm giúp Bình Dương á, không chị, chỉ có người lên Sài Gòn thì em bán chị, em không có ship đi Bình Dương chả cốm được chị. Làm gì có ship đi Bình Dương chả cốm được chị, không có ship được chị ơi. Em nói với chị nghe này, cuộc sống á, đi mẹ, em bây giờ em mới thấy rằng là có nhiều cái người ta gọi là gì, oan gia ngõ hẹp và oan nghiệp với những cái gọi là những cái thành phần này. Em nói là chị này, em thì không để ý nhiều đến những cái con mà gọi là em biết đâu. Có những con mà đã năm ngày xưa nhờ và mình đi theo nịnh nợ lồn mình để nhờ mình review cho cái này cái kia, bán đồ ăn thì em nói rồi. Em cuộc đời em á, cuộc đời em mà có những cái người ta gọi là mẹ mà đéo chơi với mấy con ý đàn bà là đúng con mẹ luôn. Mấy con đàn bà là em đéo thích chơi rồi.
Em thứ nhất nha là em không biết cái ông bếp trưởng review là ai. Em cũng không biết cái NONO là ai. Mà em bán bún đậu đến bây giờ nha. Em khẳng định với các chị nha, các anh các chị và quan khách mà ăn bún đậu nhà em bán bún đậu đến bây giờ, em là đứa bán bún đậu đầu tiên giữa cái đất Sài Gòn này. Và em cũng thừa sức để mở mỗi quận một quán. Nhưng cái tính của em á là cái gì làm không tốt thì sẽ không làm. Thứ nhất là em không tiêu hết tiền, nói mẹ thế cho nó nhanh. Em có như rất nhiều cách để làm việc, chứ không phải chỉ đơn giản mấy cái bán hàng online, hay cũng chỉ đơn giản là bán bún đậu được. Thưa mấy chị, một cái người có đầu óc á, người ta không phải show off ra người ta làm cái gì. Nhưng mà em thấy có nhiều đứa nó cứ như kiểu núp ở trong cái kẹt lờ người ta ấy mấy chị. Nó như kiểu nó núp ở trong cái kẹt lờ người ta mà nó biết là người ta phải đi trả tiền PR này kia. Xin lỗi nha, em bán bún đậu đến bây giờ nhá, xin mỗi chị một cái nút share. Em khẳng định lại nhá, em xin mỗi người một nút share. 10 năm nay bán bún đậu, cuộc đời con Trang Khàn 10 năm bán bún đậu, chưa bao giờ trả tiền cho bất kỳ một ai đến quán bún đậu để PR quán bún đậu. Cũng chưa bao giờ trả tiền cho bất kỳ một đơn vị báo đài nào để đến quảng cáo PR quán bún đậu hay bất kỳ một cái lĩnh vực kinh doanh nào. Từ trước đến giờ là như vậy. Xin lỗi các cưng đi. Thứ nhất là khi sức mạnh của một người mẫu gọi là từng đi diễn mà người ta kinh doanh thì ắt sẽ có sự quan tâm của báo chí truyền thông. Còn đây chưa bao giờ rảnh để trả tiền PR cho bất kỳ một ai đến cái quán bún đậu này để PR. Còn để làm trò làm màu ấy cho quán bún đậu ấy thì xin lỗi bố mày là đệ nhất con mẹ mày rồi. Có collagen chị, có collagen chị inbox em đi. Có như chị, em đang ngồi chửi chị Lan Anh Hoàng, chị có nghe rõ không? Chị mua cái gì chị vào nhắn tin. Giờ này không phải giờ tư vấn thực phẩm chức năng nha. Có nhìn thấy chữ collagen không? Cười mua cái gì vào nhắn tin. Đang ngồi chửi. Chửi để gọi là gì? Để làm rõ tiếng oan tiếng uổng cho những người làm nghề review. Nói cho các người nghe này, bất kể thằng nào, con nào, quán nào kinh doanh buôn bán, Người ta cần phải trả tiền PR review để PR quán người ta là chuyện hết sức bình thường. Nhưng riêng với con Trang Khàn này, nhắc lại nha, một lần và mãi mãi, đéo bao giờ bỏ tiền PR một nốt nhạc cũng không, một giây cũng không. Cái quán bún đậu bán đến bây giờ là 10 năm ha, chưa bao giờ phải bỏ một đồng nào để chạy bài quảng cáo PR hay mua bắt like hay mua review. Đó là nguyên tắc. Kể cả livestream 10 người xem, 20 người xem vẫn bán bình thường. Doanh thu hàng ngày vẫn bình thường. Khách hàng đã mua hàng 6-7 năm nay, bán hàng online cũng 6-7 năm rồi. Khách hàng đã là khách hàng quen thì các cưng không bao giờ cướp được. Bán hàng dựa trên thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là sự tư vấn kỹ lưỡng, thứ ba là support cho khách. Thích cây rất là rõ ràng. Còn bán bún đậu, phương châm đầu tiên, không sử dụng cái đồ thịt đông lạnh, không sử dụng tiết Trung Quốc, không sử dụng mỡ bẩn, không sử dụng dầu ăn lưu và đen nha. Dưa leo phải dùng lại giòn nhất nha. Mắm tôm phải lọc sạch sẽ mới bán cho khách. Không chơi những cái trò nhập nước xấu bên ngoài, nước mơ bên ngoài. Xưa nay quán con Trang Khàn bán phải tự ngâm, tự ngâm để bán cho khách, không bán đồ linh tinh, hết là khỏi bán. Không chơi cái trò đi nhập thịt chỗ này chỗ kia về bán. Thịt là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thịt phải là thịt heo nóng để luộc lên. Đó là lý do tại sao thịt luộc quán con Trang Khàn nó luôn ngọt và thơm. Để có được ngày hôm nay khi tao có một lượng Atifan hùng mậu, để ta tồn tại được 10 năm qua, nếu ta không có chất lượng ổn định thì cũng xin là chúng mày vùi dập tao chết từ lâu rồi, lũ Atifan ngu ngục ạ. Em nhắc lại cho các anh các chị nhớ nha, em có ngày hôm nay quán bún đậu của em trường tồn để được mọi người ủng hộ,
đó là cái sự ổn định về chất lượng hàng hóa, chứ không phải đi mua 3-4 cái bài với cái review. Chưa bao giờ con này biết nhờ bất kỳ một người nổi tiếng nào ở cái Việt Nam này đến ăn quán bún đậu review nha. Xin lỗi đi, kể cả như Mai Phương Thúy rất nổi tiếng, ăn quán bún đậu cũng 10 năm rồi. Kể cả Trấn Thành cũng ăn quán bún đậu nhà tôi bao nhiêu năm nay rồi nha. Chưa bao giờ chơi với rất nhiều người nổi tiếng, mọi người đến ăn cũng chưa bao giờ nhờ mọi người đăng bài viết bài. Đó là nguyên tắc. Chứ không cần phải nhờ thuê người này đến cái review, người kia đến review. Còn cái công cuộc nghề nghiệp của họ đến review. Có những quán người ta thấy đông, người ta đến review. Có những quán người ta thấy bị chửi, người ta đến review. Có những quán người ta thấy ngon, người ta đến review. Còn xin lỗi con Trang, chưa bao giờ nha. Phương Thúy ơi, bên chị có viên uống Diamond White uống trắng da như Phương Thúy. Chụp hình inbox lại chị. Chị đang ngồi chửi nhé. Các anh chị ở đây ăn bún đậu nhà em rồi, vào comment một câu xem đúng không? Xem đời em, mọi người thấy em, mọi người đến quán bún đậu bao nhiêu lần, có bao nhiêu người nhìn thấy em ăn uống với người nổi tiếng này, người nổi tiếng kia. Có bao giờ mà em chạy quảng cáo cái bài người nổi tiếng đến ăn quán bún đậu nhà em không? Này xin lỗi nha, người nổi tiếng ăn quán bún đậu nhà em gọi điện nhắn tin cho Facebook của em là nhân viên trả lời order, chuyển khoản tiền mang đến. Chưa bao giờ biết mời bất kỳ một ai ăn một mâm bún đậu nào trong cái quán bún đậu này đâu. Nên là cái ông bếp trưởng review ấy, người ta vô người ta review, người ta cũng chê. Có phải người ta khen đâu, người ta cũng chê chả cốm thái mỏng. Ok, cái này là tôi nhất định là nhà tôi bán chả cốm thái mỏng. Thứ nhất là nhu cầu khách hàng, người ta thích ăn chả cốm thái mỏng. Nếu khách hàng nào muốn ăn chả cốm thái dày như con kiến ăn đó, thì mọi người cứ nói, em ơi nói bếp chiên chả cốm dày cho anh, cho chị. Em ơi chị muốn ăn đậu mềm béo, chiên béo lướt sóng cho chị. Còn nhà con Trang Khàn này chưa bao giờ nha, đời con Trang Khàn chưa bao giờ biết mở mồm điện thoại nhắn tin cho bất kỳ ai để đến review quán bún đậu đâu. Còn ấy, đọc một vài comment, có một số con 9-10 năm trước đến quán bún đậu ăn, nịnh nọt mình, suốt ngày check in khen tấm tắc quán mình, nịnh nọt mình để nhờ quảng cáo cho bánh ngọt này kia. Mình là một cái người ạ, ha. Chị nói em Rai Ba Trương ạ, bún đậu của bất kỳ quán nào mỗi người đều có một cái vị khác nhau. Em có thể thích ăn chỗ này, em có thể ăn chỗ kia là quyền của em. Đó. Em thích ăn bên quán của Cu Khoa, em cứ qua Cu Khoa em ăn bình thường. Chị thấy quán của Mạc Văn Khoa cũng rất là ngon. Người ta gọi là gì? Trăm người bán vạn người mua em ơi. Ở đời này em thích ngõ nhỏ phố nhỏ, em ghé ngõ nhỏ phố nhỏ. Em thích ôm mết, em ghé ôm mết. Mỗi một người đều có lượng khách hàng hoàn toàn riêng biệt. Ở đây không nói ai dở, ai không dở. Ở đây đang chỉ nói đến góc độ. Mỗi người kinh doanh, xin lỗi con Trang Khàn, chưa bao giờ phải bỏ tiền PR bất kỳ một bài nào. Nha. Chưa bao giờ con Trang Khàn biết bỏ một đồng nào để trả PR cho bất kỳ ai. Nói thế cho nó nhanh. 10 năm trước cũng không và bây giờ lại càng không. Thứ nhất, cái quán bún đậu tại sao tôi không mở rộng trong khi nhà tôi các quận có đủ. Ai cũng biết là tôi có nhà ở các quận. Có đầy đủ nhà các quận. Mặt tiền đường lớn không? Căn nào căn đấy to hoạch, tại sao tôi không mở chi nhánh? Thứ nhất là quản lý nhân sự mệt, tôi không thích làm. Cái thứ hai, tôi không có nhu cầu mở rộng vì tôi còn phải đi nhậu. Ok chưa? Mỗi một người đều có một phương án. Có những người thì muốn mở chuỗi để thu được nhiều tiền, còn tôi không thích. Tôi không tiêu gì đến tiền cả. Một ngày tiêu 500 nghìn hết vẹn. Nên để nói cho các người nghe này, mấy con Atifan ngu ngục, khi chúng mày luôn chửi người khác là ăn tiền của tao để đi PR quán bún đậu của tao, thì chúng mày nên đi chết đi. Bởi vì tao không bao giờ và chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ phải bỏ tiền đi PR quán bún đậu của tao. Nhà tao bán là bán khách quen, ai thích ăn cái vị của nhà tao thì đến nhà tao, hiểu chưa? Chưa bao giờ cuộc đời con này cần phải PR. Đến ngay bản thân những cái app giao hàng bắt chia 25% tiền lợi nhuận để được vào trong cái gọi là app của nó. Khỏi.
Một cái quán bún đậu mà cái gì mày cũng mua đồ xịn đồ ngon thì không bao giờ có chuyện mày lời được nhiều. Tại sao những quán khác người ta bán lòng chiên mà nó có nhiều mùi vị? Tại sao người ta bán trà chanh mà cái mùi trà chanh nó không phải là chanh tươi? Tại sao trà tắc trà chanh quán tôi rất là thơm và ngon? Cái tại sao mà mỗi một người đều có một quan điểm? Tôi sử dụng đường để pha trà tắc trà chanh là phải đường hoa mai, đường hoa mai đỏ. Còn mọi người để ý đi, cái đường mà pha mắm tôm mà các người đến quán tôi ăn, nhìn cho kỹ cái đường đấy, không bao giờ là lấp lánh. Đường càng lấp lánh càng rẻ. Phải nhớ điều đó. Đường có mấy chục loại đường, đường trắng có mấy chục loại đường trắng. Mỗi một người đều có một cách bán hàng riêng nha. Mỗi một người đều có một cách bán hàng riêng. Cái thứ hai, đã là mặt bằng quận 1 thì đừng so bì mặt bằng quận 1 với mặt bằng quận Tân Phú. Đừng so bì mặt bằng người ta là trung tâm quận 1, cái gì cũng phải chi trả rất nhiều, so với một cái mặt bằng xa tít mù tắt. Đừng bao giờ đem cái sự so sánh ha, đừng bao giờ đem sự so sánh chả cố ngoài Bắc rẻ hơn trong Nam. Mở cái não lợn ra, mở cái não lợn ra, gõ Google, vận chuyển hàng hóa đồ thịt tươi sống từ Hà Nội vào Sài Gòn 43.000 một ký lô, sáng bay chưa nhận. Nhà này không sử dụng nguyên liệu, bán tại Sài Gòn. Chả cốm nhà tôi không có mùi thơm như những quán khác. Chả cốm nhà tôi cũng không có cái màu xanh lè như những quán khác nha. Bởi vì cốm thật sự là không xanh lè nha. Phải nhớ dùng cốm, màu cốm thật sự nó không xanh lè. Ai là dân Hà Nội sẽ biết rất rõ. Cái cốm làng vòng nó không xanh lè, nó sẽ màu vàng nhạt. Và khi cái cốm màu vàng nhạt vào trong phần thịt, nó sẽ không có màu nữa. Nó trộn vào thịt nó sẽ không còn màu, nó chỉ là màu trong thôi. Khi chiên chả cốm lên, ăn nó sẽ dính dính, thái chả cốm nó sẽ dính, chứ không phải thái chả cốm nó tơi đâu. Còn chả mực nhà tôi là lấy chả mực nhà bà Thoan ở Quảng Ninh. Nhờ người quen lấy từ chả mực Thoan, sau đó chợ chuyển từ Quảng Ninh lên Hà Nội để nhập vào chung với chả cốm và nem chua tại Hà Nội, vỏ gánh gối tại Hà Nội mới bay vào Sài Gòn. Ngay cái công đoạn tiền của cái người nhà Thoan trở ra bến xe, đóng thùng ha, đóng thùng gửi lên Hà Nội, từ Hà Nội bến xe Gia Lâm nhập về chỗ bán chả cốm để gửi cùng máy bay, nó đã là một công đoạn hoàn toàn khác. Raya Trương ơi, em đừng có nói chị đính chính cái gì, mời em biến nha, chị mời em biến. Ở đây không đính chính nha. Ở đây chỉ muốn giải oan cho những người đã từng đến quán tôi review quán tôi. Chưa bao giờ tôi gặp bất kỳ một người nào đến quán tôi ăn bún đậu quay review cả. Mặt bằng quận 1 chi phí gấp 4 lần các quận khác. 1 mét vuông quận 1 bao nhiêu tiền? Trong hẻm quán bún đậu 1 mét vuông 200 mấy chục triệu. 200 mấy chục triệu một mét vuông trong quán bún đậu. Nên đừng có nói này, đời con Trang Khàn chưa bao giờ gặp một ai đến quán con Trang Khàn ăn mà quay review cả. Chưa bao giờ luôn. Tất cả những người đến quán Trang Khàn quay review, chưa bao giờ Trang gặp ai cả. Chưa bao giờ. Nên đừng có nói rằng là ờ trả tiền mẹ tao đéo rảnh nha, đéo có rảnh để đi trả tiền cho ai review quán mình. Bởi vì quán nó rất là nhỏ, chứa khách chỉ có 3 tầng lầu, chả có thời gian để mà làm gọi là làm cho nó đều tay để mà ấy chứ, ở đâu ra mà pia nhiều cho đông khách đến làm sao kịp. NT ăn chán hòm, đúng rồi em ăn quán chị chán hòm, chị cảm ơn em đã góp phần đóng tiền cho quán chị. Em ăn quán chị chán hòm, em đến quán khác ăn dùm chị cả. No welcome em trở lại. Chuyện bình thường. Bán quán ăn là mình phục vụ hàng nghìn con người. Giống như mình này, mình thích ăn bún nước lèo Bảo Huyền, nhưng có rất nhiều người chê bún nước lèo Bảo Huyền, nhưng mình chỉ thích ăn quán đó. Đó. Chưa bao giờ cuộc đời mình
phải đi review, nhờ ai review nha. Nhắc lại điều đó, chưa bao giờ. Nên là đừng có đi vu oan giáo họa cho những người người ta vô tình đi ăn, người ta thích review. Như mình này, mình có biết người ta là ai đâu. Mình cũng không biết thằng Nono là ai. À, em cũng không biết cái người bếp trưởng review là ai. Thằng Phạm Thoại thì em biết, mà nó vào ăn nó cũng không nói gì với em cả. Nên em đâu có biết là nó đến nó review quán mình. Nếu mà để xây dựng review trả tiền thì xin lỗi, cái đầu của tao á, với cái đầu của tao với content của tao á, là chỉ có cười đái ra quần thôi, chứ không chỉ đơn thuần là đi ăn và ngồi chê và ngồi khen đâu. Với một cái người có cái đầu như tao xây dựng content, mẹ mày tao đã nói cái câu gì trở thành slogan thì xin là mẹ em hút chọn. Đã là một cái loại gọi là sinh ra và có nhiều cái ý tưởng nhưng mà không cần làm thôi, tiêu chưa hết tiền mà. Rồi có những con 9-10 năm trước định bợ cho cố vô, xong sau này thấy mình quảng cáo bánh ngọt cho thằng Nguyễn Sơn. Đó, đó. Thế là lại bị thế là thấy mình quảng cáo bánh ngọt cho thằng Nguyễn Sơn là quay ra chửi mình liền. Đấy, bảo mình là vô đạo đức liền. Ô kìa, sao có những cái con nó kỳ vậy. Này, ví dụ như bếp trưởng review hay bất kỳ ai đến quán mình review nha, dù hay dù dở mình đều cảm ơn. Vì khi các bạn review hay dở, có rất nhiều người ăn quán mình chê bôi này nọ, mình cũng vào comment rất lịch sự, cảm ơn bạn đã góp ý. Có thể vị quán mình chưa hợp với các bạn, rất là cảm ơn bạn đã góp ý, rất là cảm ơn bạn đã gây ủng hộ. Hy vọng sẽ gặp lại ở một dự án khác. Có rất nhiều người đến ăn bún đậu nhà mình nói không ngon, mình đâu có chửi. Người ta nói không ngon, mình không có quyền chửi. Thứ nhất là người ta bỏ tiền ăn, ngon hay không ngon là quyền của người ta, theo vị của người ta. Nhưng mình sẽ chửi những đứa không bao giờ đến ăn nhưng cố tình phá vào nồi cơm người khác. Thì tao chửi má mẹ chúng mày, nhận chúng mày không ra. Nên là nhắc lại nhé, đừng bao giờ nghĩ rằng Trang sẽ chi tiền để thuê ai đó đến review quán bún đậu nhé. Đéo bao giờ có mùa xuân đấy. Còn bất kể đứa nào vu khống chuyện đó cho tất cả những người khác thì chúng mày sẽ gánh nghiệp hết. Chúng mày sủa ra những câu nói rằng là gì? À, chúng mày sủa ra những câu là gì? À, mày ăn tiền quảng cáo của con Trăng Khàn để mày PR quán nó. Ô, lại hồn. Đây chưa bao giờ cần nhé. Chưa bao giờ cần thuê ai PR. Nói thế nhắc lại một lần cuối. Mãi mãi và vĩnh viễn. Mãi mãi và vĩnh viễn không bao giờ bỏ tiền PR. Ok chưa? Từ xưa đến nay có rất nhiều người viết bài dạng là danh sách những quán bún đậu ở Sài Gòn đều kèm tên quán mình vô. Mình cũng chả biết người ta là ai. Hay kể tên những quán bún đậu hot top 10 ở Sài Gòn, mình cũng không biết người ta là ai. Nhắc lại điều đó nha. Chưa bao giờ. Kể cả báo chí người ta viết, người ta cũng chả bao giờ hỏi mình. Mọi người để ý mà xem. Có rất nhiều bài báo, có rất nhiều bài báo viết liệt kê tên quán mình mà để hình cái mâm từ 10 năm trước, rất là xấu luôn. Mình cũng chưa bao giờ gọi điện để bảo anh ơi chị ơi thay hình cho em, không sảnh. Bán quán bún đậu vui, kiếm tiền sương sương để đi nhậu thôi. Còn kinh doanh thực tế của mình có nhiều việc làm ăn lắm các bạn. Mình không phải chỉ đơn giản như những điều các bạn nhìn thấy mình trên mạng đâu các bạn. Mình có nhiều thứ, nhưng mình có nhiều khả năng lắm các bạn. Mình không đơn giản như các bạn nghĩ, đơn thuần chỉ là một con bán bún đậu. Mình không đơn giản như vậy. Nên là đề nghị các thánh nha, đừng có đi vu khống cho những người review, khổ người ta ra nha. Vâng anh Tuấn Duy, nhưng mà em thấy chúng nó chửi mấy cái người review khổ lắm. Người ta trả được đồng nào từ mình,
người ta ăn người ta phải trả tiền quán mình, xong người ta bị chúng nó chửi, người ta bị chúng nó gọi là gì ta, vu khống, thấy tội nghiệp nên nói một lần để cho chúng nó biết em không bao giờ và mãi mãi không bao giờ bỏ tiền PR review. Nhắc lại để đừng bao giờ nếu như ai có đến quán em ăn review, đừng bao giờ người khác nghĩ rằng em trả tiền. Em không rảnh nha. Em ra quán một tháng rất là ít. Có khi một tuần ra một hai buổi. Cùng lắm là hai buổi. Còn đâu phải đi nhậu, đi chơi. Ok chưa? Rồi, đấy. Nhờ mọi người một nút share. Tag cái ông bếp trưởng review vào dùng tôi. Rất xin lỗi là vì anh có một cái nhà ý đến review quán em mà anh gặp rắc rối ở một số những cái con hát. Nên là rất cảm ơn anh là đã review quán em. Đó, còn đâu lòng lợn nhà em thi thoảng nó sẽ có một vài miếng bị đắng, cái đấy thì không tránh được. Lòng lợn sẽ thi thoảng sẽ bị một vài miếng bị đắng. Em ăn thi thoảng cũng bị đắng. Nhưng mà cái đó là em không tránh được. Và khẳng định lại, quán em bán lòng là lòng tươi, không bán lòng đông lạnh nha. Không bao giờ bán lòng đông lạnh. Rồi tiết bên em làm bằng tiết lợn, không làm bằng những cái bột pha ra. Khẳng định lại, nhà em tất cả nguyên liệu để làm của quán bún đậu đều là nguyên liệu tươi, không buôn bán vớ vẩn. Nên là chất lượng đồ ăn nhà em dĩ nhiên nó sẽ phải cao hơn những quán khác một chút. Đó là chuyện hết sức bình thường. Mắm tôm nhà em khi các anh chị đến ăn nó không có cặn, bởi vì em đã sử dụng loại mắm tôm thượng hạng, cộng với việc phải lọc sạch sẽ. Và cứ 10 kg mắm tôm lọc thì sẽ chỉ còn được có khoảng 40% đến 45% thôi. Còn bỏ đi 50% mới cặn. Em muốn sự vệ sinh ở trong cái mắm tôm, không muốn cái mắm tôm nó lợn cợn cái vỏ con tôm hay vỏ cá, vỏ tôm gì trong đó không có. Nhà em phải làm sạch. Buôn bán là nó phải có những cái nguyên tắc. Không bao giờ dùng những cái gì đờ xem để thay thế. Ngay cả khi lòng lợn từ 101 lên 109 một ký, chấp nhận bán thương đau cũng phải chịu. Nên là mong mọi người cho một nút chia sẻ, để cho cái lũ mà nó hay vu khống cho người khác nó nhớ một điều: em không bao giờ trả tiền PR cho ai. Suốt 10 năm qua, chứ không phải bây giờ, 10 năm qua không bao giờ nha. Buôn bán là nó có cái tấm lòng ở đây này. Em bán em cho vào mồm em ăn hàng ngày nha. Em bán em cho vào mồm em ăn hàng ngày, chứ không phải em bán là các chị ăn và em không ăn. Đúng rồi chị Hạnh Thánh Lương, em cũng thích ăn lòng lợn đắng. Lâu lâu em thích ăn miếng lòng lợn đắng vậy đó. Thì dĩ nhiên là lợn mà sẽ có những cái vựa lợn, người ta sẽ có những cái con lợn ăn rau xanh. Đó, hoặc là nó bị đói. Trước khi giết nó bị đói. Đó. Với cả bên em là dùng lòng tươi nên là chỉ ken rất nhẹ thôi. Không có ken kỹ lưỡng. Nên là cô đang chờ hàng cháu về. Dạ vâng, cô Nguyễn Thị Đại. Và lòng bên em ăn, mọi người khi ăn lòng luộc mọi người sẽ thấy rất rõ, rất là béo. Lòng luộc bên ăn rất là béo nha các chị. Nên là để kiểm chứng, nếu như mai một nữa ai rảnh đi ngang quán em, ghé quán em 102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ghé quán em ăn cho xin một chút cảm nhận nha. Bây giờ em vào ôm con, em đi vào ôm con đây. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà mọi điều tốt đẹp. Em vô cùng cảm ơn và cảm tạ những khách hàng suốt 10 năm qua ăn bún đậu nhà em. Có những người ăn bún đậu 10 năm rồi các chị. Hải Giang, chị cũng bán lòng heo mấy năm nay rồi. Tùy con lợn, tùy đoạn lòng, bị đắng là chuyện bình thường. Dạ vâng, thì không sao. Anh bếp trưởng review cũng ok, không vấn đề. Dĩ nhiên là anh nói rằng là đậu tẩm hành bên em thì bị nhạt. Đúng rồi, tại vì bên em không làm nước mắm đậu tẩm hành mặn.
Mọi người không tin search YouTube Trang Khàn làm đậu hũ tẩm hành. Mọi người làm y chang như em là đúng vị bắc. Nhưng vì em bán cho người Nam nhiều, người ta không ăn quá mặn. Người ta ăn đậu hũ tẩm hành hơi ngọt và có đậu phộng, biến tấu đi cho nó hợp với cái người miền Nam. Chứ còn đậu hũ tẩm hành các chị làm rất đơn giản. Chiên đậu, pha một bát nước chấm, pha một bát nước mắm chua ngọt nhạt nhạt, chua ngọt xong rồi nước mắm mặn là chính. Sau đó dưới dầu ăn vào, thả hành vô. Miếng đậu chiên xong vớt ra, chọt lên, chả nhẽ mai làm món đậu hũ tẩm hành cho các chị xem. Chuyện rất bình thường mà các chị. Nên là rất mong mọi người cho một nút chia sẻ ủng hộ em. Em đi đây, đi vào ngủ đây. Bye bye cả nhà.